Mọi người nhá, xin chào toàn thể các bác. Hôm nay thì lại lên một con sản phẩm súp rất là quen thuộc, rất là quen mắt của bên Hoàng Hào Audio đúng không ạ? Đây là cũng là một trong những dòng sản phẩm hàng cao cấp đến từ thương hiệu EV Pro. Đây là một trong những dòng sản phẩm phải nói là nó đưa ra các chất lượng âm thanh rất là tốt và đang có cái hình thức cực kỳ là bắt mắt để cho tất cả các bác có thể lựa chọn. Và đây là phiên bản đời cao nhất hiện tại của em đối với một dòng súp Bass 30, súp 1018. Như các bác đã biết thì những dòng súp 1018 này hiện tại thì đời 2021 nó đã ra rất là nhiều những phiên bản màu khác nhau rồi. Đó. Thì hôm nay cũng có một bác khách hàng gọi điện đến Hoàng Audio và đang muốn em phân tích và hỏi sâu về con sản phẩm 1018 này, thì hôm nay tiện đây thì em làm luôn video nhé. Làm luôn video thứ nhất là cho các bác khách hàng nào mà đang phân vân về con sản phẩm súp 1018 này. Cái thứ hai thì em sẽ nói chi tiết hơn về con sản phẩm súp 1018 này nhé các bác nhé. Những dòng súp 1018 này thì đến từ thương hiệu EB Pro. Như các bác đã biết thì EB Pro là một trong những thương hiệu đến từ Mỹ các bác nhé. Một trong những thương hiệu đến từ Mỹ và được đặt công ty và sản xuất tất cả đều tại nhà máy của Đài Loan. Đó. Nên là đây là một trong những dòng sản phẩm được nhập trực tiếp từ Đài Loan về các bác nhé. Nguyên thùng nguyên chiếc luôn. Con này thì đây là một trong những dòng sản phẩm hàng mẫu, hàng trưng bày. Nên là em cũng đã tiện lấy luôn ra để làm video và phân tích cho các bác luôn. Một chút nữa thì cũng đi vào đánh chất âm nhé các bác nhé. Những dòng sản phẩm súp của 1018 này thì thứ nhất là về ngoại hình đi, về cái hình thức bên ngoài của nó thì đây là một trong những cái loại dòng súp phải nói là nó đưa ra cái chất lượng âm thanh và đưa ra cái hình thức cực kỳ là đẹp mắt các bác nhé. Con này thì có 3 phiên bản màu, là phiên bản màu trắng này, xin lỗi các bác, phiên bản màu vàng gỗ này, đây chính là phiên bản này, phiên bản màu vàng gỗ này, phiên bản màu đỏ bóng và phiên bản màu đen bóng. Đó chính là 3 phiên bản của những dòng súp 1018. Những phiên bản đấy thì hình thức của nó thì khác nhau một chút thôi, nhưng mà về chất lượng âm thanh này, về chất lượng mạch thì giống hệt nhau các anh nhé. Và riêng con 1018 này thì em cũng có cái phần vì mạch để mà có thể giới thiệu với tất cả các bác. Đây. Bên em bán hàng thì luôn mong muốn là được tháo tất cả các vì mạch của nó ra để cho tất cả các bác có thể tham khảo, cho tất cả các bác có thể nhìn qua được cái vì mạch của nó nhé. Đây. Sẽ mang luôn cái vỉ mạch của nó ra đây để quảng cáo với tất cả các bác. Đó. Đây sẽ là cái nội thất vỉ mạch của nó bên trong. Một chút nữa thì em sẽ nói sau. Con 1018 này thì có thể là các bác có thể tháo rời lưới được của nó ra nhé. Bởi vì đây là cái e-căng lưới chống bụi. Các bác cũng có thể bỏ hẳn cái lớp lưới e-căng này ra để các bác có thể nhìn được cái mặt bát của nó bên trong. Để con này thì nhìn về hình thức của nó thì rất là hài hòa, rất là đẹp đúng không ạ? Con này chiều cao của nó nhé. Chiều cao của nó thì áng chừng em cũng sẽ đo luôn cho bác để khi mà bác về mà muốn chơi, muốn để trong nhà, muốn xem cái kích thước nó bao nhiêu thì em cũng sẽ đo luôn cho bác luôn nhá. Đo luôn chiều cao của nó rơi tầm 46 nhá, 45 rưỡi cho đến 46, 45 rưỡi. Chiều ngang của nó thì nó sẽ rơi vào tầm, chiều ngang của nó sẽ là 38. Còn chiều sâu, con này thì nó là một trong những dòng súp đánh cực kỳ sâu. Nên là nó có cái chiều sâu cực kỳ là xem bác cùng em xem chiều sâu của nó nhá. Chiều sâu của con này nó sẽ rơi vào tầm 48 các bác nhá. 48 là chiều sâu của con sản phẩm súp 1018. Nói chung là những con súp này thì nhìn nó cũng khá là nhỏ gọn, đấy, khá là đẹp mắt. Để trong gia đình thì cũng khá là vừa vặn. Đấy, nhà bác khách hàng nào mà rộng khoảng rơi vào tầm từ 25 đến 30 mét vuông đến 35 mét vuông thì chơi những dòng súp 1018 này rất là hợp lý này. Đó. Công suất của nó đánh ra cũng rất là vừa vặn. Con này của em thì chạy hai sò nhá, chạy hai sò. Đây. Đây là cái nội thất hoàn toàn, đây là một cái nội thất của con sản phẩm súp 1018. Các bác có thể nhìn thấy, đây là cái quả nguồn này. Nguồn của nó thì nguồn đồng 100% rồi. Đấy, các bác rất là yên tâm về những cái quả nguồn của nó, nguồn là nguồn đồng 100%. Đây là một trong những cái vỉ mạch mà em lấy trực tiếp từ một con súp 1018 của em ra nhá. Em đã tháo trực tiếp từ một con súp 1018 của em ra để quảng cáo cho bác. Bộ vỉ mạch này thì cũng đã quảng cáo cho bác rất là nhiều rồi. Đấy, bác có thể thấy những cái nút volume này vận chỉnh cực kỳ là mượt mà. Đây là những cái phần phân tần, hai đường vào là đường súp in và đường lay in này. Đây là phần đảo pha nhé, từ 0 độ đến 180 này. Đó. Con này thì EB Pro model 1018. Đấy. Công suất của nó giá sẽ là 550W các bác nhé. Và số series của bát thì cũng sẽ được in luôn trực tiếp trên đây. Số series của vỉ mạch cũng sẽ được in luôn trực tiếp trên đây. Hàng của em thì 100% là made in Taiwan rồi. Hàng cao cấp, hàng chính hãng đến từ công ty.
Và những dòng sản phẩm này thì vẫn đang được rất là nhiều những các bác khách hàng đang quan tâm, thì cho bác xem luôn nhé. Đấy, bác nào mà đang thắc mắc về bỉ mạch, về tất cả mọi thứ về con sản phẩm súp 1018 này thì vào xem luôn cho em. Con súp 1018 này của bên em thì bác có thể thấy là con này thì chạy 40 tụ, chạy 4 tụ các bác nhé, chạy 4 tụ này. Chạy 4 tụ và 4 tụ của nó thì có, em xem nào. Tụ của con này thì nó là chạy 6800 microfarad và chạy 63V các bác nhé. 6800 4 tụ. Đấy, chạy đổ mi đổ vôn luôn. Bác nào mà không tin thì bác về bác có thể đo cái tụ của nó. Nếu mà không đúng như em quảng cáo nhé, em đền cho bác gấp 10 lần. Đấy, thậm chí là tặng luôn cho bác một con sản phẩm của bên em luôn, không lấy tiền luôn. Bên em bán hàng thì rất là mong muốn là tháo được cái nội thất ra để cho tất cả bác có thể xem qua. Đây, con này thì đánh hai sò các bác nhé, con này đánh hai sò, bát 30 đánh hai sò và chạy 4 tụ. Đó, rất là uy lực đúng không ạ? Cũng rất là hầm hố. Bát nguồn thì chắc là rất là nguồn xuyến này, nguồn xuyến đồng 100% này. Đây, thông tin của nguồn. Đấy, bác nào mà đang phân vân về con súp 1018 này nhé, vào xem luôn cái nội thất của nó. Bên em bán hàng chính hãng thì rất là mong muốn được tháo những cái sản phẩm hàng chính hãng ra để cho bác có thể là phân tích, cho bác có thể bác xem qua chất lượng vỉ mạch này, chất lượng bát này. Sắp tới thì em cũng sẽ làm một số những cái video như là tháo nội thất của con súp EB Pro 1520S này, hoặc là một số những cái mẫu súp của F15K các bác nhé, thì bác cũng có thể là vào trong kênh của em để xem. Đấy, bán hàng chính hãng thì bên em sẽ luôn cố gắng để bỏ ra những cái bộ phân tần, những cái bộ mạch để cho bác có thể là xem qua được cái chất lượng âm thanh của những cái bộ sản phẩm nhé. Đấy, đặc biệt là những đôi loa hàng chính hãng hoặc là những con súp hàng chính hãng. Đây là một cái video ngắn gọn thôi, em giới thiệu về con súp 1018 và cho tất cả các bác có thể là xem qua cái vỉ mạch, chất lượng âm thanh của nó. Thì bác nào mà đang phân vân nhé, đang quan tâm thì cứ liên hệ cho em. Đấy, bác nào mà muốn nghe cái bản test của nó thì hãy liên hệ qua Zalo 0967 345 155, để bên em sẽ gửi cho bác một đoạn nhạc tiếp loa để bác có thể là nghe và cảm nhận được nhá. Bây giờ thì em sẽ xin kết thúc video ngắn gọn ở đây. Các bác đừng quên nhé, cho em xin một like và một đợt đăng ký nhá, để nhận được những cái thông tin mới nhất, và sẽ có rất là nhiều những cái video khuyến mại để gửi đến cho tất cả các bác nha. Xin chào tất cả.